Nguyễn Quốc Trường Thịnh, nam thần mới nổi của màn ảnh, xuất thân nghèo khó, chuyên đóng giang hồ. Nguyễn Quốc Trường Thịnh là diễn viên người mẫu, anh là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt đầy nam tính. Trường Thịnh còn được biết đến là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Trường Thịnh sinh năm 1992 tại Tiền Giang, khá gần nhà của diễn viên Quyền Linh. Trong gia đình Thịnh, từ ông nội đến cha và các cô chú đều hát hay và tham gia ca hát tài tử, nhưng không ai trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Lớn lên trong một không gian âm nhạc, Thịnh thích nghệ thuật, nhưng niềm yêu thích đó chưa đủ lớn thành đam mê để dấn thân. Vì vậy, Thịnh thi vào Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành hàng hải. Thời sinh viên, gia cảnh nghèo, Thịnh được bạn rủ đi đăng ký dự tuyển các chương trình quảng cáo. Anh đã nhận được khá nhiều hợp đồng làm hình ảnh thương hiệu. Rồi ra trường, Thịnh làm việc trong một công ty hàng hải chuyên mảng giao nhận. Công việc bắt buộc anh phải giao tiếp, thường xuyên có những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng với đối tác của công ty. Đồng lương khá tốt, nhưng việc phải uống quá nhiều rượu bia khiến sức khỏe sa sút. Thịnh suy nghĩ một cách thật nghiêm túc về công việc mà mình đang làm, rồi quyết định từ bỏ. Trong lúc thất nghiệp, Thịnh chở một người bạn đi dự tuyển quảng cáo. Đạo diễn yêu cầu anh thử vai luôn và bất ngờ Thịnh được chọn với yêu cầu là phải học thêm diễn xuất. Thịnh đăng ký học lớp dạy diễn xuất ngắn hạn tại hãng phim Xuân Phước. Lò đào tạo này nằm cùng khuôn viên với lò đào tạo của kịch IDCAP. Vì vậy, Thịnh quyết định đăng ký học thêm tại lò IDCAP. Nhờ có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh nên khóa học kết thúc, Thịnh được chọn vào vai phản diện Trịnh Hầm trong vở nhạc kịch Tiên Nga, được diễn chung với nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Trường Thịnh nói, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc là thần tượng của tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được gặp mặt và trò chuyện với chú ấy. Nhưng rồi đột nhiên, tôi được diễn cùng với thần tượng của mình. Suốt nhiều tháng liền miệt mài trên sàn tập, tôi cứ tự hỏi rằng đây có phải là sự thật không, hụt hẫng và mất tự tin. Dù mới bước vào nghề, nhưng nhờ sự chỉ dạy của nghệ sĩ tiền bối, Trường Thịnh diễn sắc nét tính cách phản diện vai Trịnh Hầm trong vở nhạc kịch Tiên Nga. Sức diễn của Thịnh qua vai diễn này khiến nhiều người trong nghề ngỡ anh đã từng làm nghề lâu năm. Vở kịch thành công đặc biệt và ở đó Trường Thịnh ghi được dấu ấn với công chúng. Kết quả là Thịnh được mời vào một loạt các vai chính thứ 9 trong phim truyền hình và sitcom. Hình ảnh của Thịnh dần dần xuất hiện sang cả các talk show dẫn chương trình. Sự đắc sâu giúp Thịnh giải quyết được tình trạng khó khăn tài chính vì thất nghiệp, đồng thời khơi gợi niềm đam mê nghệ thuật tiềm ẩn trong anh. Thịnh lao vào các dự án nghệ thuật bằng tất cả nguồn năng lượng dạt dào của tuổi trẻ. Dẫu vậy, đến một lúc anh nhìn lại, nhận thấy dù xuất hiện nhiều nhưng anh chưa đạt được một mức độ thành công tương xứng. Tìm câu trả lời, Thịnh tự nhận thấy mình chưa có đủ kinh nghiệm tích lũy nên chưa thể tạo được sự đột phá qua tính cách nhân vật phức tạp cần biến hóa. Thịnh loay hoay tìm cách phục. Anh kể, sự thuận lợi ngay trong những ngày đầu mới bước vào nghề là điều ai cũng mong muốn. Vậy nhưng tôi nhận ra, điều đó thật sự không tốt. Tôi chưa đủ thời gian rèn luyện, thử thách để trưởng thành, nên càng về sau càng đuối sức. Cho đến phim Mẹ Trùm cũng thế, đó là khoảng thời gian Thịnh tạm dừng để tìm ra lối đi mới cho mình. Đọc kịch bản xong, Thịnh khóc vì xúc động. Kịch bản chung rất hay, còn thân phận vai Trường Ca vô cùng thăng trầm, vừa đáng thương vừa đáng phục. Vậy nhưng Thịnh xin không nhận vai, lý do vì anh sợ sẽ làm đạo diễn thất vọng. Đạo diễn Nguyễn Hồng Chi động viên Thịnh rất nhiều, nhưng Thịnh lại xin được dự tuyển vai casting và được chọn. Kỳ vọng bộ phim sẽ tạo được bước ngoặt cho mình, Thịnh đã dồn hết sức vào đó. Có những hôm quay từ tối đến sáng, Thịnh và anh em kiệt sức, nhưng niềm tin vào chất lượng của phim khiến họ bật dậy làm việc quên hết mệt mỏi. Để rồi sau khi phim phát sóng, những dòng bình luận đầy thiện cảm của khán giả đã đền bù cho khoảng thời gian miệt mài với mồ hôi, máu và nước mắt. Phim là một trường học giúp Thịnh khám phá chính mình, chỉ dạy nhiều bài học quý báu từ thực tế trường quay. Thịnh lấy lại tự tin và đang háo hức chờ ngày lao vào các dự án mới đang còn dang dở. Điều quan trọng hơn, giờ đây Thịnh đã hiểu được cái ý nghĩa mà nhiều bậc tiền bối thường hay nhắc đến, đó là kiếp tạm nhã tơ. Với Thịnh, nghệ thuật không còn là nghề mưu sinh. Anh đã tin chắc rằng về sau này, dẫu cuộc sống có thăng trầm và sóng gió, mình vẫn sẽ không bao giờ rời xa ánh đèn sân khấu và ánh sáng phim trường nữa. Với tôi, diễn xuất chưa bao giờ là công việc dễ dàng, nhưng cũng quá đỗi thú vị. Dù là khi tôi 25 tuổi hay 30 tuổi, 40 tuổi, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để bản thân tốt hơn. Và ở mỗi một độ tuổi, tôi sẽ cố gắng tìm những vai diễn phù hợp với mình để cố gắng và tiến về phía trước. Sau năm chia sẻ, mới đây trong lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 9, Nguyễn Quốc Trường Thịnh đã vượt qua Duy Khánh, Hứa Minh Đạt để thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất hạng mục web drama. Đây là chiếc cúp vàng đầu tiên trong sự nghiệp, là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của diễn viên chính X sau quá trình nỗ lực làm nghề. Trên sân khấu, Trường Thịnh cho biết bản thân may mắn và hạnh phúc khi nhận được chiếc cúp vinh dự. Với anh, giải thưởng này là bước ngoặt đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ và cố gắng để trở thành một diễn viên tốt hơn trong tương lai, Trường Thịnh tâm sự. Nguyễn Quốc Trường Thịnh gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương, tạo cơ hội để anh có vai diễn ấn tượng trong phim Bụi Đời Chợ Quê. Bên cạnh đó, nam diễn viên đặc biệt biết ơn cố đạo diễn Nguyễn Điền Vũ Minh, người đã đặt những viên gạch đầu tiên khi anh bước chân vào nghề diễn. Giải thưởng là món quà mà tôi gửi đến người thầy của mình. Tuy thầy không còn nữa, nhưng đối với tôi, thầy vẫn luôn là một tượng đài. Tôi sẽ cố gắng làm nghề với cái tâm của mình để không phụ sự kỳ vọng thương yêu của thầy dành cho mình, anh nói.